Hai bài học tiếp theo sẽ có cấu trúc hơi khác nhau một chút. Tôi muốn tập trung nói về những mô hình tài chính tốt nhất và tệ nhất trong thực tế. Không hề có một phương pháp chính xác nào để xây dựng mô hình tài chính. Tuy nhiên, chắc chắn có một cách sai lầm để xây dựng mô hình này. Đó là lý do vì sao tôi sẽ liệt kê ra những ví dụ tốt nhất và tệ nhất đã được thống nhất trong một tiêu chuẩn chung. Vậy, trong video này, chúng ta sẽ nói về những trường hợp tồi tệ nhất mà chúng ta không nên mắc phải. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang các ví dụ tuyệt vời nhất mà bạn nên học theo. Ok, hãy bắt đầu nhé! Trường hợp tồi tệ thứ nhất, sử dụng các hàng số trong công thức. Đây là một sai lầm của những người mới bắt đầu thường hay gặp phải. Lỗi này thì khá rõ ràng rồi phải không? Chúng ta không nên viết các hàng số trong công thức của mình, vì điều này sẽ làm cho mô hình tài chính ít trực quan và ít logic hơn. Do đó, cũng khó làm việc hơn. Hàng số sẽ bị ẩn đi và bạn rất dễ quên rằng chúng ta vừa sử dụng chúng. Vì vậy, đừng bao giờ sử dụng hàng số trong công thức của mình. Mỗi dữ liệu đầu vào nên có một ô riêng. Nếu bạn không gặp phải vấn đề trên, hãy tiếp tục với trường hợp tồi tệ số 2, một sai lầm khá hiển nhiên khác. Tạo mô hình thành các trang tính khác nhau. Bạn có tất cả các trang tính trong cùng một thư mục, và nếu bạn muốn xem một phần của mô hình, bạn sẽ phải chuyển đổi giữa các trang tính. Điều này khiến mọi thứ trở nên ít trực quan hơn. Trong trường hợp tồi tệ số 3, một điều cần tránh khi xây dựng các mô hình chính là việc ẩn các cột, nghĩa là bạn sử dụng lệnh hide columns. Điều này sẽ gây nhầm lẫn cho người không cẩn thận và không nhận ra rằng có một cột đang bị ẩn ở đây. Nếu bạn không tìm cụ thể cột E, bạn sẽ không thể nào nhận ra nó bị ẩn, trong khi yêu cầu của một mô hình tài chính là cần rõ ràng và dễ hiểu với tất cả người đọc. Chúng ta sẽ đến với trường hợp tồi tệ số 4. Đó là tính lại các mục đã được tính ở một vị trí khác trong mô hình của bạn. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ thu được cùng một kết quả nếu thực hiện cùng một phép tính, phải không? Tuy nhiên, đó là một điều không hề cần thiết chút nào. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với trường hợp tồi tệ số 5. Điều này rất quan trọng nên bạn hãy chú ý nhé. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được gửi đi một mô hình tài chính mà chưa kiểm tra đầy đủ và cẩn thận. Những phương pháp kiểm tra nào mà bạn có thể dùng? Đầu tiên, bảng cân đối kế toán phải cân đối tài sản bằng với nợ và vốn chủ sở hữu. Nếu không bằng, nghĩa là bạn đã tính sai rồi đấy. Báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và dòng tiền có mối quan hệ với nhau. Vì vậy, nếu bạn lấy bảng cân đối để cân bằng, có khả năng bạn đang làm đúng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chắc chắn rằng dữ kiện đầu vào của bạn nhập đúng. Kiểm tra điều này bằng cách thêm một dòng kiểm tra vào bên dưới báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Sau đó cộng tổng của chúng lại xem có đúng không. Mọi sai lầm trong tính toán đều sẽ phá hủy mọi nỗ lực của bạn, nên hãy tránh chúng bằng mọi giá. Trong trường hợp tồi tệ số 6, sử dụng trang tính hiện tại làm tham chiếu cho công thức. Điều này làm công thức dài hơn một cách không cần thiết và trở nên khó hiểu hơn. Chúng ta nên hướng tới việc tạo ra một mô hình dễ đọc nhất có thể. Điều cần tránh số 7 là cố gắng sử dụng những công thức quá phức tạp, thay vì dùng các hàm tính toán đơn giản hoặc ít nhất cũng phải dễ hiểu đối với người đọc. Một mô hình quá phức tạp khiến cho nó ít thân thiện hơn đối với những người không có sự chuẩn bị. Điều đó sẽ tạo ra ý nghĩ thù địch trong đầu họ. Họ sẽ nghĩ rằng bạn đang thách thức họ, hẳn bạn không muốn như vậy chút nào phải không? Trường hợp tồi tệ số 8, sử dụng macro và VBA quá nhiều. Các định dạng của macro đều ổn, nhưng những thứ quá phức tạp sẽ có tác hại tương tự như chúng ta đã thảo luận ở trường hợp số 7. Và quy tắc cần tránh cuối cùng, đó là sử dụng dữ liệu không thống nhất. Nghĩa là, nếu trong cột C của bảng tính P&L là 2016, thì hãy cố để cột C các trang tính còn lại trong mô hình cũng là 2016. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng cắt, dán, sao chép dữ liệu hơn. Ngoài ra, bằng cách duy trì một cấu trúc thống nhất, bạn cũng sẽ cải thiện được khả năng đọc mô hình của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như like fanpage Cộng đồng Kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin khác về bài giảng hoàn toàn miễn phí nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.